Trong năm 2019, huyện Tam Nông đã đạt và vượt 19 trên 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp chung vào thành tích đó, trong năm qua, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tam Nông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Năm 2019, Đài Truyền thanh huyện đã xây dựng và đưa lên sóng 170 chương trình phát thanh gốc, thời lượng 30 phút một chương trình với tổng số 1.600 tin bài. Cùng với đó, cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, 170 trên 132 tin truyền hình đạt 128% kế hoạch. Chất lượng chương trình truyền thanh truyền hình không ngừng được nâng lên, có nhiều đổi mới, tạo ra tính hấp dẫn bởi sự đa dạng về các thể loại, phong phú về nội dung tuyên truyền, đưa tiếng nói chính thống đến với thính giả. Chúng tôi thấy là những cái bài thông tin của huyện, của xã thì tôi thấy là có chất lượng rất là tốt, sâu, rộng và đáp ứng với nhu cầu của người dân và những cái điều kiện mà nhân dân mong muốn. Đặc biệt, năm 2019, tham gia liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Phú Thọ lần thứ 14, Đài Truyền thanh Truyền hình Tam Nông đạt một giải nhì thể loại phát thanh, một giải ba thể loại truyền hình. Tham gia liên hoan truyền thanh do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức với chủ đề An toàn giao thông đạt hai giải nhất. Hai tác phẩm được Ban dân vận tỉnh ủy bình chọn tham gia cuộc thi dân vận khéo do Ban dân vận Trung ương tổ chức. Bằng lòng yêu nghề và sự tâm huyết của tuổi trẻ, thì những phóng viên đài huyện như chúng tôi đã không ngừng vượt qua mọi khó khăn để nhằm đem đến cho khán giả những thông tin chính xác nhất, hình ảnh chân thực nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả. Đài Truyền thanh Truyền hình của huyện đã tích cực tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện rất tốt cái công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và công tác xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn. Với lòng yêu nghề, những phóng viên vẫn khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng, xứng đáng với niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân.